Chú thay mặt cho nhà hảo tâm ở bên Mỹ Dạ. trao tặng cho cháu cái máy tính laptop này. Đấy, nhá. Dạ, Ok. con cảm ơn ạ. Ừ. Và đây là những cái lời nhắn mà nhà hảo tâm ở bên Mỹ Dạ. thông qua chương trình của chú Khánh Dạ. muốn gửi đến cháu. Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang có mặt ở thủ đô Hà Nội quý vị ạ. Và ngay bây giờ đây thì Khánh đang có mặt ở tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Một cái lý do mà ngày hôm nay Khánh có mặt ở đây bởi vì là hôm nay thì Khánh cũng kết hợp một công đôi việc, có cái công việc cá nhân riêng của Khánh và đồng thời thì hôm nay Khánh đến đây cũng có thêm một cái việc thứ hai nữa. Đó là đến để thăm một chàng trai rất là đặc biệt mà trên kênh YouTube của Khánh quý vị chúng ta đã biết đến với biệt danh là chàng trai quạt mo đó. Chàng trai quạt mo tên là Tuấn Vũ, là một cậu học sinh học rất giỏi ở tại một huyện miền núi ở Hà Tĩnh, đó là huyện Vũ Quang. Và sau khi với một cái điểm số rất là cao, là top 2 bạn học sinh mà có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tại huyện Vũ Quang đấy, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh gia đình thì đặc biệt là rất nghèo, mẹ đơn thân lại còn hay đau ốm bệnh tật nữa. Và lúc bấy giờ thì khi mà nhận được cái điểm số cao như thế, nhưng mà một cái điều rất là buồn ở đây đó là cháu Tuấn Vũ lại không dám nộp hồ sơ, nói chung là không dám ước mơ để bước chân vào một cái trường đại học nào cả, bởi vì là mẹ không có đủ khả năng. Và lúc bấy giờ thì nghĩ rằng là sẽ đi làm thuê, làm mướn gì đó quý vị ạ. Và khi mà Khánh biết đến câu chuyện này thông qua một số khán giả là những người theo dõi chương trình của Khánh có chia sẻ với Khánh về câu chuyện của Tuấn Vũ, thì Khánh có tìm đến và tìm hiểu và có đăng tải cái câu chuyện này lên. Thì sau đó cũng được rất là nhiều quý vị chúng ta dành những cái tình cảm đặc biệt cho cháu Tuấn Vũ quý vị ạ. Và điều đó cũng đã tiếp thêm cái niềm hy vọng, cái ước mơ, cái hoài bão cho Tuấn Vũ, và bạn đã có cơ hội để bước vào giảng đường đại học. Và hôm nay thì quý vị ơi, cháu Tuấn Vũ đã ra Hà Nội để nhập học được 5 ngày rồi. Đấy, và ngày hôm nay thì Khánh có dịp ra Hà Nội và Khánh đến khu đô thị Văn Quán để gặp gỡ cháu Tuấn Vũ. Và đồng thời thì ngày hôm nay Khánh cũng muốn bật mí với quý vị rằng là có một món quà cực kỳ đặc biệt từ Mỹ và từ thành phố Cảng Hải Phòng, đấy, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đấy, có hai nhà hảo tâm đặc biệt gửi quà để tặng cho Tuấn Vũ nhân cái dịp mà ngày hôm nay Khánh gặp cháu. Đấy, thì bây giờ đây Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh gặp gỡ Tuấn Vũ và chúng ta sẽ cùng trò chuyện, và đồng thời á cũng bật mí với quý vị là cái nơi ở của Tuấn Vũ trong những ngày mà ra Hà Nội nhập học nhé. Vừa rồi thì rất là nhiều người chúng ta có liên hệ và nói rằng là sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho Tuấn Vũ khi mà ra Hà Nội nhập học đấy. Thì không biết là ngày hôm nay Tuấn Vũ nói với Khánh rằng là cháu đang ở khu đô thị Văn Quán đấy, tòa nhà là CT3B. Đấy, thì không biết ai là người mà đã tạo điều kiện giúp cho Tuấn Vũ học ở đây để học nhé. Thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ liên lạc với Tuấn Vũ và chúng ta sẽ lên gặp Tuấn Vũ một chút ạ. Ừ, cháu ơi, chú đang ở dưới chân tòa nhà đấy, dưới sảnh đấy. Chú đang ở dưới dưới sảnh luôn à? Ừ, chú dưới sảnh đấy. Dạ vậy đợi con tí con thay đồ xong con xuống. Thế mặc quần đùi cũng được, can gì? Ai ra con thấy chú đây. Ở mô Để rồi. nhìn lên. Ở mô. Đây đây bên này bên. À đây 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 đây, ôi trời ơi. Đây xuống đây nhá. Dạ để con thay cái đồ cái rồi con xuống nha. Tầng mấy chú lên có được không? Dạ tầng 6. Nhưng mà chú lên đó có được không? Dạ chắc cùng đưa các chú nhưng mà ý lên hay là để con xuống điều tai nhà họ đến con cũng biết sao. À, nhà họ có ai ở nhà không? Dạ có chắc anh con trai ở nhà. À, có chắc anh con trai ở nhà hả? Dạ. Ừ, thì nếu mà không tiền, nếu mà tiền thì chú lên thăm một tí cũng được. Dạ. Ở nhà số mấy, tầng 6 đấy? Dạ tầng 6 nha. Nhà 606 vậy chú ạ. 606 à? Dạ. Số đẹp quá thì chú cứ lên nhá. Có anh ở nhà không? Anh lên gặp chú một tí. Dạ có ạ. À ok, thế thì bảo là có chú Khánh là người mà
kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu. Chú đi công việc ở Hà Nội luôn thể là ghé thăm cháu một tí. Ok, tầng 6 à, 606 là đi thang máy đấy hả? Ok, rồi chú lên. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh ta đi lên gặp Tuấn Vũ ở trên nóc nhà, à quên, ở trên tầng 6 nhé. Đấy, ok. Hôm nay là mướn một cameraman nữ cả nhà. Chưa chuyên nghiệp lắm. Chưa chuyên nghiệp lắm cho nên là cả nhà xem video thì ôi trời quên, vào cầu thang mà chưa bấm, à bấm rồi chứ. Cho nên là quý vị chúng ta xem video mà nó có rung rung lắc lắc giật giật thì cả nhà thông cảm nhá. Ủng hộ Khánh nhá. Đây bây giờ Khánh lên chỗ nhà là 606 đây rồi. Thì không biết là có tiền quay video không, bởi vì là nhà của một nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ cho Tuấn Vũ thôi, thì mình cứ để máy như thế này. Vào mà mọi người cho quay thì quay, mà không quay thì camera cũng đừng có tắt nhé. Úi giời ơi. Ừ, chào cháu. Ừ, đâu rồi, có ai ở nhà không? Đây. Người người này có biết chú Khánh không? Dạ có. Có. Đó, thế thì hay quá, để chú Khánh vào tí. Ô, em chào anh. À, cháu thôi. À, cháu thôi, đang ý tuổi hả? Cháu mới học đại học năm 4 thôi. À, thì cháu đang học đại học, mới học đại học năm 4 à? À. Thế nhưng mà gọi anh em cho nó dễ đi hả? Dạ vâng. Đừng cháu trông chú có vẻ là già quá. Dạ vâng. À, anh là anh Khánh. Ừ, người làm cái kênh YouTube và có kết nối cho em Tuấn Vũ đấy. Đúng rồi. Đấy, hôm nay thì anh có việc đi ra Hà Nội và đồng thời thì cũng có nhà hảo tâm có chút quà tặng cho Tuấn Vũ. Đúng rồi. Cho nên là anh đến để chở Tuấn Vũ đi mua cái thiết bị đó một tí. Vâng, thì Tuấn Vũ là mới lên nhà em được có mấy ngày thôi. Bạn em ngoan. À, bạn ngoan á. Cơ bản là em cũng hướng dẫn bạn quen đường đi học các kiểu. À. Đấy, và nghe Tuấn Vũ nói là có nhà hảo tâm là tạo điều kiện cho học ở đây và từ đây đến trường đâu đâu cách cũng vài cây số thôi. 4 cây thôi. Sáng à. Mấy đầu đêm đưa bạn ấy đi bằng xe máy, bây giờ bạn quen đi bằng xe buýt hết rồi. À, thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn em và gia đình rất là nhiều. Dạ vâng. À, ok. Em tên là gì nhỉ? Tên Huy. À, Huy á. Dạ vâng. Rồi chúc Huy và gia đình được nhiều sức khỏe nhá. Dạ, bố mẹ đi đâu? Bố em thì đi làm hết rồi. À thế à? Thế chắc em ở nhà thế à? Dạ, mình em đang đợi để đi sắp vào kỳ mới. À, ok. Tuấn Vũ ra đây mà được anh đây cùng với là các cô chú giúp đỡ như thế này là tuyệt vời rồi. Dạ. Phấn khởi quá rồi hả? Dạ. Ừ, đấy. Nhà ở rộng rãi thoải mái này. Dạ, đấy. Phòng Tuấn Vũ đây. Phòng Tuấn Vũ ở đây hả? Dạ. À, tham quan tí nào. Học hôm dạ. Nay có mang quạt mo ra không? Dạ không. Ui giời, sao lại không mang quạt mo ra? Dạ chắc đang mưa bụi. Đấy, bật quạt đấy. À, quên bật điện đi. Can chi. Đi sinh viên mà ra thủ đô mà có phòng cái này ngủ là rực rỡ rồi, ở là rực rỡ quá rồi. Tuấn Vũ ạ? Dạ, dạ. Phải đưa quần mo ra chứ. Dạ. Hả? Dạ, chả không kiểu lăn nhu mấy cái đu nhu quả đây là đưa đi. À, dạ. Nhưng mà đợt trước bảo là đi ra là nhớ mang quạt mo đi mà. Dạ, vẫn có một cái quạt đúng không? Quạt mo. À, vẫn quạt đúng không? Quạt mo, quạt chứ. Dạ, cái quạt của... cái trung tâm kiểu phạt thiên nguyên nhưng mà cháu mà đưa quạt mo ra đây nữa là rực rỡ đấy. Dạ. Chia sẻ với cháu mà cháu đi ra đại học mà được cô chú rồi là được anh chủ nhà đây đấy. Dạ. Tạo điều kiện cho ở như thế này là quá tuyệt vời. Dạ. Bởi vì là bây giờ nếu mà không có ai giúp đỡ cho mình ở đấy mà mình đi thuê một cái căn phòng như thế này ở thủ đô đấy cũng tầm là 4-5 triệu đấy. Dạ. Không đơn giản đâu nhá. Dạ. Nhưng được cô chú anh chị giúp đỡ như này là mình rất là may mắn rồi. Dạ. Thì cố gắng là cho thật ngoan. Yeah. Đấy, ngoài việc học ra thì về nhà mình có thể là quét nhà quét cửa cho nó sạch sẽ tí đúng không? Yeah. Đấy, phụ giúp một vài cái việc nhỏ nhỏ thôi, cũng không ai bắt đâu nhưng mà cũng giống như nhà mình đấy. Dạ dạ. Nhá. Ok. Hôm nay đưa cả bưởi Phúc Trạch hay là bưởi của chủ nhà đấy? Dạ bưởi con đưa ra thì. Ai chào bưởi này, bưởi cameraman quay bưởi đưa ra đấy hả? Dạ. Ngon thế. Thế có đưa gạo ra không? Dạ chưa ạ. Dạ chưa hả? Ok, ở một mình đây thoải mái rồi. Dạ. Cái này là quá tuyệt vời rồi. Dạ. Bây giờ hôm nay chú bật mí với Tuấn Vũ một điều này. Đó là có hai nhà hảo tâm. Dạ. Một là có một nhà hảo tâm giấu tên ở Mỹ gửi tặng cho cháu một cái phần quà đặc biệt, rất lớn. Và thứ hai nữa là cũng có một nhà hảo tâm là cũng cực kỳ đặc biệt ở thành phố Hoa Phường Đỏ, Hải Phòng cũng tặng cho cháu một món quà. Yeah. Rất to. Đấy, một cái là rất lớn và một cái là rất to. Đấy, thì bây giờ là cháu xin phép là anh chủ nhà ở đây, đúng không? Đấy, cũng là nhà hảo tâm đã tạo điều kiện giúp cho cháu ở đây đi cùng với chú, đi ra ngoài một tí.
Đấy, chú sẽ dẫn cháu đi mua, đi 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 tròn món quà đặc biệt này. Dạ. Ok, Dạ, nghe cảm phấn ơn. khởi không? Dạ, Ờ, phấn khởi ạ. phấn khởi đấy, ok. Đây đây, cần gì phải thay đồ nữa, thế là đi thôi đúng không? À, dạ, chắc về đi con lại cái Ừ, thì có thay đồ thay ấy gì nữa thì cơ bản bán ở đây bạn không phải mất tiền nước gì cả. ờ đấy Phòng thì bạn ở bán sáng đi bán nhau. Bán ừ. ở như kiểu là mẹ em coi bạn này là con trai thứ tư mà, con trai thứ ba mà. Em là người mà comment trên cái video của anh là sẽ cho bạn ấy xin số bạn Vũ này. Bạn ấy thì ở đây cơ bản là tiện ích thì bạn không phải lo gì cả. Cơm nước thì nói chung bạn ấy, chung là thành viên trong nhà em thì bạn cũng phải nấu cơm với kiểu rửa bát, hai anh em cứ chia Đúng nhau mà nấu thôi. đấy, như như thế nó mới vui. Vui. Đúng đúng rồi Bạn ấy cũng cơ bản là ở đây cũng vui, cũng không kiểu nhà em cũng dễ tính, cũng khó tính. đấy, ở trong trong nhà mà có anh trai như này nữa thì lại càng gần gũi. Dạ. Nếu mà chỉ chắc các bác thôi, đôi khi là mình không có những người để mình gọi là cùng cùng, cùng kiểu trang lứa để mình dễ nói chuyện ấy, nhưng có anh như này gần gũi và anh cũng học đại học, cũng 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 phải có thể là chia sẻ thêm với em nhiều cái kinh nghiệm nữa, cái kiến thức nữa, như thế là tuyệt vời quá. Vâng. Ừ, cảm ơn em rất là nhiều. Ok, lên xe đấy. Cháu ngồi sau này, chú cháu mình đang ngồi sau. Vào đi, ngồi vào trong. Hôm nay em mời cameraman lên ngồi trước. Đấy, cameraman lên ngồi trước đi. À, hôm nay Khánh ra thủ đô thì được một người em bố trí nguyên cho cả một chiếc xe luôn cả nhà. Đấy, còn bố trí luôn cho cả một bàn nữa là dẫn đường. Đấy, lái xe đi cả một buổi chiều luôn, thoải mái tưng bừng. Đấy, để đi làm việc với bạn Tuấn Vũ. Sau những ngày vừa qua ra Hà Nội đây ở thì cháu cảm nhận thế nào? Cảm Dạ, nhộn nhịp không? khác xa ở quê ạ, Khác kiểu xa ở quê á? nó nhộn nhịp quá và kiểu đi kiểu con đi bắt xe buýt đây Ừ. thì sáng đường kiểu nó chưa quen nên là nó cứ chạy vu 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 lại là À. nên là kiểu để đi từ đường này bên bên đường kia thì cũng đang ấy. Đang đang bận ngợ hết, Dạ ở nhà là vắng người quá, ra đây đây đông người quá cho nên là chưa quen đúng không? Dạ. À, à thì cứ dần dần là mình quen thôi. Thế là mấy lâu nay là mình mấy ngày đầu là được anh chở đi học để hướng dẫn đường xá cho, Dạ. còn bây giờ là đi xe buýt. Dạ. Xe buýt là mình mua vé tháng hay là mình đi đi hôm Dạ. nào mình trả tiền hôm đó? Dạ đi hôm nào ra thì hôm đó tại vì còn chưa làm được thẻ sinh viên á chủ, chưa làm được cái thẻ xe buýt. Ừ, thế thì mình đi xe buýt như thế thì từ từ chỗ ở đến trường này có hết nhiêu tiền không? 7.000 một chuyến. À, 7.000 một chuyến. À, 7.000 một chuyến thì cũng 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 được đúng không? Dạ. Thế là một Ở đâu này? Ở à đây. ở đây luôn á? Ở trường đây luôn rồi hả? À không, ý là điểm bắt xe đây. À, Điểm. là mình sẽ đi bộ ra đây bắt xe buýt. Dạ. Ờ, đúng rồi, đi bộ đây tí. Xong đi thẳng là đến trường con. Khoảng mấy phút là ra đến trường? Dạ con đi uống tỉnh À. cũng nhìn đồng hồ này là À. nói chung kiểu xa thì ý là 4 cây, ở quê thì không xa nhưng mà ở đây thì nó thành xa bởi vì đi lâu À, bởi tại vì đường kẹt xá kẹt xe. nó hay kẹt xe đúng không? Ừ. À, bây giờ thì chúng chia sẻ với Tuấn Vũ là chúng ta sẽ vào một cái trung tâm điện máy rất là lớn ở quận Hà Đông này. Đó là trung tâm laptop chính hãng. Đấy, đủ các loại thương hiệu luôn. Đấy, và hôm nay thì có một món quà nó liên quan đến cái trung tâm này. À, liên quan là có ở trung tâm này và chúng ta vào đây chúng ta mua thôi. Dạ. Ok, đi. Ta đi vào này. Ok, chào em. Anh mua cái laptop. Đi 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 lối này em. Tuấn Vũ là khi nào mà vào những trung tâm điện máy to như này chưa? Hả? Chưa. Chưa. À, cứ nói manh ra nào. Dạ. À. Đây cả nhà. Thế giới di động ở Hà Đông này to thế. Đây về là đây là chỗ này họ đang mở nhạc cái này, nó không biết là có liên quan đến bản quyền không.
Ai chà. Đi lối nào đấy hả? Đi đi, cháu đi mày nhà đi. À, khu vực bên này à? Ây chà. Toàn có biết tròn laptop không? Ok, thì hôm nay chú giới thiệu với Tuấn Vũ để xem là có bạn nào tư vấn ở đây hả? Em ơi, ai ai tư vấn đây? Laptop, laptop. Chú giới thiệu với Tuấn Vũ này, hôm nay thì có một nhà hảo tâm ở bên Mỹ ấy. Cô là người mà đã đồng hành với chú Khánh rất là nhiều năm rồi và luôn dành những cái tình cảm đặc biệt để chia sẻ, để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp những cái biến cố, những cái không may mắn trong cuộc sống. Và một cái điều đặc biệt ở đây là cô lại rất yêu mến, rất thương và rất là chia sẻ với những cái câu chuyện mà sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng mà lại ham học hỏi. Và khi mà biết đến cháu thì cô rất là mến. Và cô có gửi về cho chú Khánh một cái khoản tiền là 500 đô la Mỹ. Cháu biết 500 đô la Mỹ là bao nhiêu tiền không? Dạ, tiền đô con cũng biết là giờ nói giá bao nhiêu. Hôm mới hồi em ở cháu coi là hôm 4, hôm 7 gì đó. À. Dạ, cháu cũng cũng không cập nhật mấy tiền tiền của nó nên là cháu cũng biết là đô trả bao nhiêu. Đấy thì là đô la thì bây giờ là đô la Mỹ thì bây giờ nó rơi vào khoảng là 20 nó là giao đồng đấy tùy chỗ nhưng mà nó là 25.500 đồng một đô la, thì là 500 đô la Mỹ thì nó tương đương với là 12.500.000 đồng đó. Đấy, cô gửi món quà, gửi cái số tiền đó về cho chú Khánh và nói rằng là sẽ nhờ chú Khánh sẽ dẫn Tuấn Vũ đi tròn cho Tuấn Vũ một chiếc laptop. Bởi vì cô nghĩ rằng là với một cái chiếc laptop đó thì nó sẽ như là một người bạn đồng hành cùng với Tuấn Vũ. Nếu mà trước đây những người làm báo họ chỉ viết báo thì chỉ là viết lách đâu đó là trên giấy thôi, nhưng mà bây giờ là chúng ta phải làm viết báo ở trên máy tính, đúng không, soạn thảo trên máy tính, và thậm chí là bây giờ mình có thể là không chỉ là báo chữ mà còn cả báo hình nữa, đúng không, báo tin, báo điện tử, đúng rồi. Đấy, mình là báo hình để mà mình làm ra những cái sản phẩm là những cái video về những cái tin tức, về những cái sự kiện. Đấy, thì đó, cái có một cái máy tính laptop thì nó là một cái công cụ rất là hữu ích trong cái công tác học tập cho cháu. Và sẽ giúp cho cháu có một cái cơ hội để mình có thể là tiến xa hơn trong cái con đường học tập, để sau này mình có cái cơ hội để mình thành công hơn trong cuộc sống. Nhá, bây giờ chúng ta sẽ nhờ cái bạn tư vấn ở đây tròn cho mình một cái máy khoảng tầm đó tiền ha. Là phù hợp với cháu. Ok. Đấy, đây là cái khu vực mà trưng bày giới thiệu các cái sản phẩm là máy tính, laptop. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lướt qua một chút. Đây này, bắt đầu từ đầu bảng ở đây là chúng ta sẽ nhìn là có những cái máy này này, cameraman chia vào đây. Như cái máy này là cái hạng gì đây này? Cái hạng này chú cũng chưa biết lắm. Đây, cái máy này là 18 triệu này. Đấy, còn như máy này là đây là 24 triệu này. 19 triệu này. 21 triệu này, 24 triệu này. Cái máy là Nitro này gì, V15 này, cái lòng rồng này có vẻ đắt tiền này. Là hàng này hợp với IT ấy. À, mà có vẻ kiểu, ủa cái này kiểu... năng à? Cái này năng... Hình như là máy dùng cho kiểu... Chơi game à? Kiểu công nghệ ấy, liên quan đến đấy. IT, chơi game này, 21 triệu này. 13 triệu này. Rồi 18 triệu nhiều quá. 29 triệu cho máy này, 29 triệu này. Cái này là Core i7. Đấy, 14 triệu này. Bây giờ mua cho Tuấn Vũ cái máy đắt nhất ở trong này. Em ơi, cái máy đắt nhất ở trong này là cái máy nào ấy? Đắt nhất mà phân khúc. À, rẻ nhất, vừa đắt nhất vừa rẻ nhất, anh ngắm tí. Vừa đắt nhất. À không, tức là hai loại đấy. Con nào đắt nhất mà con nào rẻ nhất đấy, con nào cao tiền nhất đấy. Của hãng nào? Đấy. Nhiều à. Nhiều giá hả? 16 triệu, 16 triệu, 26 triệu, 18 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 29 triệu, 16 triệu và 16 triệu. Úi dồi ôi, bây giờ cứ toàn mười mấy triệu cái này thì làm sao Tuấn Vũ? Úi dồi ôi, bên này 18 triệu, 19 triệu. Có con này 9 triệu này. 9 triệu nhưng mà lại cấu hình thấp quá.
cấu hình thấp, 26 triệu, 22 triệu. Tuấn Vũ giờ thích mua máy khoảng tầm bao nhiêu tiền cháu? Tầm 10 triệu đổ lại. 10 triệu đổ lại á? Mua máy rẻ thế, mua máy thấp thế là không dừng được video đâu. Thầy phải phù hợp với tài chính. Bây giờ nhà hảo tâm cho tiền mua thì cháu cứ tròn cái máy cho nó đắt tiền nhé. Mình mua cái máy vài nghìn đô luôn cho rực rỡ. Đùa thế thôi hả? Đấy, đùa tí cho vui thế thôi. Toàn máy đắt tiền nhiều lắm, máy rẻ cũng có. Nhưng mà Khánh nghĩ rằng là với cái chuyên ngành của Tuấn Vũ ấy, thì là làm báo. Thì ngoài cái việc là soạn thảo này, rồi mình học tập ở trên đó, thì cần phải có thêm một cái máy mà có thêm, có thể dùng được những cái chức năng là dừng video nữa. Đấy, rồi là thậm chí là còn chỉnh sửa ảnh nữa. Đấy, mà muốn chỉnh sửa được ảnh thì mình có thể là phải dùng đến cái phần mềm Photoshop. Đó, rồi là dừng video thì mình lại phải cần cái máy mà có cấu hình cao, RAM cao này, rồi chip cao này, dung lượng ổ cứng lớn này. Để làm gì? Để mình có thể là trong cái quá trình mình xử lý video nó được trơn tru, nó được mượt mà, và mình render những cái sản phẩm mình chạy ra nó được nhanh. Đấy. Thì thôi bây giờ là chúng ta sẽ tìm một cái máy nó phù hợp với cái số tiền mà nhà hảo tâm tặng cho cháu. Thứ hai nữa nó cũng sẽ là phù hợp với cái nhu cầu học của cháu. Và chúng nghĩ rằng là với khoản tiền mà cô, một nhà hảo tâm giấu tên ở bên Mỹ tặng cho cháu là 500 đô la Mỹ, thì chắc chắn sẽ có một cái máy mà rất là phù hợp với cháu và tuyệt vời với cháu tại thời điểm này rồi. Ok, chú cháu mình chúng ta cùng đi chọn thôi. Tuấn Vũ thử nhìn liếc qua trong cái dàn máy ở đây thì cháu thích máy nào? Con chưa biết là sẽ mua được máy tính bây giờ nên là con cũng chưa tìm hiểu là kiểu máy nào sẽ hợp với ngành của con này. Ok. Cho nên là nếu điểm thi của bạn ấy điểm cao thì điểm sẽ có lợi hơn. Thì điểm thi em được bao nhiêu? 29 điểm. 29 điểm. Điểm là 29 điểm luôn em ạ. Trong điểm trung bình là hả? Điểm trung bình của điểm trung bình là một điểm địa lý là không, 10 điểm. Bên em là 8 đến 9 là 700 nghìn, sẽ được giảm thêm này. Còn từ 9 đến 10 sẽ được là 3 triệu. Đây 9 đến 10. Thì sẽ được giảm là 3 triệu. Thì chỉ cần cho em xin số báo danh với cả số Có. Đấy thì cháu được giảm thêm 3 triệu nữa, tốt quá, phấn khởi quá. Số báo danh của thi trung học phổ thông quốc gia. Tân sinh viên học sinh, mình đọc thử đi. Em cháu cứ đọc một số báo danh. 3001 3001 7072. Số điện thoại mình là bao nhiêu? Số điện thoại trung bình là 8,3. Sao lại 8,3 được nhỉ? Đấy, toàn 6,8 văn 9,2. Trung bình tất cả, tất cả thì 8,3. Còn nếu mà trung bình chặt côn khổ thì lấy cáo. Thì sẽ được giảm tầm 8,3 sẽ được giảm 700 nghìn. Thế là đen quá, tưởng là trung bình 3 môn thi đại học là được giảm 700 nghìn á. Tổng trung bình là 700 nghìn cũng là phấn khởi rồi. Thế là hôm nay đi mua máy tính là đỏ quá, được em Toàn là dẫn đi đúng chỗ quá như thế. Vừa được giảm 200 nghìn kia này, rồi là bây giờ lại được giảm thêm 700 nghìn nữa là được cài office bản quyền. Đấy. Nói chung vậy là hợp lý rồi. Tuyệt vời quá rồi, ngon lành quá rồi hả? Đấy, thế còn máy thì anh nghĩ là cái máy lúc này là bán chị là cũng hợp lý đấy. Cũng đẹp rồi. Cái đấy là chip với màn hình lớn vậy là dùng rồi. Nhưng mà cái này được cái gì? Chào em. Cái này thì được cái là chip hát này. Cái này là chip hát. Hơn nhá. Và cái RAM của nó là 16GB. Ôi giời, RAM 16GB mà. Mình dùng được lâu sau đó sẽ được lâu dài hơn. Đúng rồi. Con này cấu hình cao hơn này. Cái con Dell này thì khỏe hơn cả nhà này. Con Lenovo này. Lúc này đang xem cái con HP bên kia, quý vị nhìn rất là đẹp. Đấy, cấu hình thì nó cũng tương đối, nhưng mà sau khi mà thấy rằng là điểm số của Tuấn Vũ là được giảm thêm 700 nghìn. Đấy, lại còn được giảm thêm cả 200 nghìn sinh viên nữa, tổng là 900 đúng không? Cái tổng là giảm 1 triệu 2. Cái này là được tổng giảm 1 triệu 2. Cái outfit đi thì bên cho cài cho bạn một cái bản WKS. Thì các bạn mới kết nối với Khánh là có thể tư vấn mua cho Tuấn Vũ cái con Lenovo này cả nhà này. Đấy, con này thì cấu hình cao hơn rất là nhiều. Con này Tân 6 đấy. Con này là Core i5 luôn. Đấy, con này là Core i5 và chip dòng chip H đấy. Dòng chip H thế hệ 12 đúng không? Chip năng cao, còn những dòng chip U như cái kia thì nó chip tiết kiệm điện. Đấy.
Và cái điều đặc biệt ở đây là Khánh thấy là có hai cái ưu điểm. Chú thấy đây có hai ưu điểm nữa là Tuấn Vũ này. Thứ nhất là cái ổ cứng của nó là dung lượng lớn. Thì sau này nếu mà cháu mà edit video đấy, cháu làm những cái video về tin tức ấy, cháu có thể lưu trữ trong này được nhiều. Thứ hai nữa là cái RAM của nó là 16GB thì cháu có thể là cùng một lúc là cháu có thể mở được nhiều cái tác vụ để cháu có thể làm việc. Cháu vừa là mở Office để cháu có thể là soạn các bài báo chẳng hạn. Rồi cháu vẫn có thể là mở một cái trình duyệt một cái phần mềm chỉnh sửa video đấy. Đấy, ví dụ như là Movavi hoặc là Premiere gì đấy các kiểu. Cháu có thể mở là cháu vẫn cả hai cái cháu vẫn làm được. Hay là thậm chí là cháu có thể mở thêm cả Photoshop cháu vẫn làm được. Đấy thì cái này thì cấu hình nó cao hơn. Đó. Đấy và cái chi phí mình sẽ được giảm. Cái này là mình được giảm mấy tiền nữa em nhỉ? 1.2 tổng. Hả? Tổng là 1.2 đấy. Giá này trừ đi 1.2. Trừ đi 1.2. Đấy, trừ đi 1.2 là vị trí là còn 12 triệu 6. 12 triệu 90. Thì mình sẽ tặng thêm một cái phiếu mua hàng 100.000. À. Thế giảm xuống còn 12 triệu rưỡi nữa thì đẹp quá nhỉ. Bởi vì là nhà hảo tâm họ tặng 500 đô. Như cái này thì giảm thêm 100 để mua tủ lồng sấp hoặc là ba lô thôi. Đấy, bởi vì nhà hảo tâm họ giúp cho bạn này được 12.500.000. Em mà giảm nghiên cứu mà giảm xuống còn 12.500.000 lấy luôn à. Tặng cho bạn đó thì ngon quá. Xem là có cái mã nào áp hết cỡ cho anh cái. Hả? Ừ, hưởng thử nghiên cứu giúp anh. Nếu mà được thì quá tuyệt vời. Con này thì cấu hình cao hơn đấy. Ngon. Nhưng mà lúc nãy là vì cái số tiền của mình nó không đủ cho nên là mình không dám nhìn vào những cái con mà nó cấu hình lớn này. Loay hoay. Đấy, lừa tròn. Thì bây giờ là chúng ta đã tròn được cái máy rồi. Đấy, cái máy cuối cùng mà Khánh cùng với bàn Tuấn Vũ chốt. Đó là cái con Lenovo siêu xìn sò cả nhà nhé. Và cấu hình là cũng là siêu khủng đối với Tuấn Vũ tại thời điểm này rồi. Đấy, được mua ở tại Trung tâm Thế giới di động quận Hà Đông. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng box siêu. Tuấn Vũ lại đây box siêu cùng với... các anh kỹ thuật đây cho đấy ngồi đây đứng dậy mà ngắm cho sướng. Lần đầu tiên được sở hữu máy tính hả? Cảm thấy nó lâng lâng trong người. Chú Khánh còn nhớ là lần đầu tiên mà Khánh được bố mẹ mua cho một cái máy tính ấy, để đi học ấy, là lúc đó là năm 2004. Và để mua được cho Khánh một cái máy tính bàn đấy, hồi xưa máy cây đấy, là bố mẹ phải bán hết toàn bộ lạc đấy, tức là thu hoạch lạc về lúc đó là được tấn rưỡi lạc thì phải. Khánh nhớ là không nhầm là 1,5 tấn lạc, là bán hết toàn bộ cái số lượng lạc mà thu hoạch được cái mùa vụ năm đó đấy, là bán hết thì lúc đó mới mua cho Khánh được một cái máy tính để đi học cả nhà. Đấy, và cái cảm xúc của Khánh lúc bấy giờ là nó lâng lâng đó. Nó đạ đời lắm, đêm về là không ngủ được, cứ một chút là cứ này cứ mở mắt ra lại ngồi nhìn máy tính một chút là cứ bật lên, mà lúc nó bật lên cũng không để làm gì, cứ bật lên rồi nhìn một tí xong lại tắt. Đấy. Đẹp quá ha, lung linh luôn. Xong mà cái máy trưng bày nó đẹp 10 mà vào đây nó đẹp 100 em ạ. Mở cái máy mới này nó đẹp 100 rồi. Tức là những cái ứng dụng ở trong này thì nó có sẵn luôn rồi hay là mình phải cài thêm em? Bây giờ mới bung ra, bây giờ mới là bung Win ra, xong bắt đầu mới cài đặt mình. À, bây giờ mới cài đặt. Con này là Win bản quyền nên là bây giờ nó bung. À, con này là Win bản quyền á. Thế lần sau nếu mà có lỗi là mình chỉ cần recover lại là được thôi đúng không? À. Cái thời gian để mình bung cái Win bản quyền này ra nó có lâu không em? Nó tầm khoảng 15 phút thôi. 15 phút à, cũng nhanh thôi. Nói chung là sau này đấy, cái việc mà cài đặt máy vi tính này nếu mà nó có lỗi Win đấy thì cháu cũng đơn giản thôi. Về mình từ tìm hiểu và nó nó sẽ có những cái cách để mình tự làm được. Bởi vì là nếu mà cài Win bình thường thì đã dễ rồi. Còn đối với Win bản quyền thì nó càng dễ hơn. Bởi vì khi nếu mà có lỗi thì cháu chỉ cần là vào là mình có cái mục để mình recover lại. Tức là tròn cái chế độ là cài đặt lại cái trạng thái ban đầu ấy. Đấy. Như đưa về cái chế độ cài đặt của nhà sản xuất ấy. Rất đơn giản, dễ thôi. Thì đây là chiếc máy tính mới của cháu. Được chưa? Được anh Hưởng là bên chỗ chuyên viên tư vấn cũng như là
bên bộ phận kỹ thuật đã cài đặt cho cháu tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Đấy, nó là rất là ngon lành, cành đào chảy trơn tru mượt mà. Từ lúc nãy giờ thì cháu chạy thử một tí thì cũng biết rồi đúng không? Dạ. Đấy, thì cái đây là cái chỗ là ZPC này, nó là cái máy computer, nó giống như một cái ngôi nhà của mình đấy. Dạ. Khi mình mở vào đây thì nó sẽ có những cái dữ liệu mà mình lưu trữ ở trong này. Đây, dạ. Đây có ba ổ đây. Cái ổ C này là cái nơi mà chứa cái hệ điều hành, cái Win mà mình đang chạy. Dạ. Cũng như là các cái phần mềm mình cài đặt thì nó sẽ nằm ở trong này. Dạ. Thế còn cái ổ D và ổ E này ấy, thì nó là cái giống như những cái căn phòng trong một cái nhà. Dạ. Nó là nơi để mà mình lưu trữ những cái dữ liệu. Dạ. Đấy, ok nhé. Ok, rồi máy ngon lành rồi, bây giờ anh thanh toán tiền nhé. Vâng. Anh cũng cảm ơn Hưởng cùng với các bạn ở đây đã hỗ trợ cho anh, và đặc biệt nữa là có những cái áp giá, áp những chương trình khuyến mại để giúp cho anh mua cái máy tặng cho bạn Tuấn Vũ này một cách tốt nhất. Ok, với giá tốt nhất. Thì bây giờ anh thanh toán tiền nhé. Như vậy là tổng tiền máy là... Tổng của mình là 12.690.000. 12.690.000 hả? Ừ. Như vậy là hôm nay Tuấn Vũ đi mua là rẻ hơn được là 1.200.000 được cả nhà. Bây giờ là không có tiền để quẹt thẻ. Mà thẻ của anh là thẻ ghi nợ. Toàn là cứ phải ghi nợ thôi. Hôm nay là nhà hảo tâm ở bên Mỹ là chuyển tiền về cho Khánh, nhưng mà Khánh chưa kịp đi rút cả nhà. Chưa kịp đi rút tiền đô về. Nhưng mà tiện đường đi ra Hà Nội cho nên là gặp Tuấn Vũ luôn. Chào nhé. Ok, anh thấy điện thoại anh nó rùng, nó trừ tiền rồi phải không ạ? Cứ dùng cái thẻ đen, thẻ tín dụng này cứ tiêu trước trả sau. Đây, thì anh gặp máy anh kiểm tra lại máy cho em nhé. Ừ, rồi, ok, cảm ơn em nhé. Chú thay mặt cho nhà hảo tâm ở bên Mỹ trao tặng cho cháu cái máy tính laptop này. Ok. Và đây là những cái lời nhắn mà nhà hảo tâm ở bên Mỹ thông qua chương trình của chú Khánh muốn gửi đến cháu. Cô thì bảo là giấu tên. Thế nhưng mà riêng Tuấn Vũ thì chú Khánh có thể là bật mí cho Tuấn Vũ. Thì đây chính là tên của cô. Tên rất là Mỹ đúng không? Đó. Và cô có nói là gửi 500 đô để tặng cho Tuấn Vũ để mua máy tính. Ok ạ. Và cô có nói với chú ở đây đó là gửi cháu Tuấn Vũ những cái lời tâm sự sau. Đó là ngoài những cái lời an ủi, những cái lời động viên. Mong rằng là cháu có được nhiều cái tinh thần lạc quan để học tập thật tốt nhé. Thì cô còn nói rằng ở đây đó là cô còn nhắn với Tuấn Vũ đó là gì? Đó là theo cô nghĩ học giỏi thì không cần phải là có điểm cao. Học giỏi không phải là cái gì cũng biết. Đúng chưa? Mà theo cô, một học sinh giỏi sẽ luôn biết giữ gìn đạo lý làm người. Sẽ không ngừng học hỏi và trau dồi để trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng. Nhớ là những kiến thức và kỹ năng. Đó. Những cái kỹ năng thì đôi khi ở nhà trường cháu sẽ không được học, hoặc là được học nhưng mà rất là ít. Mà cái này là cháu cần phải tinh tế trong cuộc sống, và mình phải không ngừng học tập, và mình phải nhìn những cái sự khéo léo, những cái cách đối nhân xử thế của những người thành công để là mình học hỏi. Đó. Mỗi một người trong xung quanh chúng ta đều là những người thầy. Những người mà có thể là người ta không tốt cũng là một người thầy, bởi vì là khi mà mình nhìn nhận được những cái không tốt của những người khác để mình đúc rút kinh nghiệm mà mình không vướng phải những cái điều đó, đó cũng là học. Đó. Khi mà gặp những người tốt trong cuộc sống, mình nhận ra và mình nhận ra rằng đây là những cái điều rất là tuyệt vời mà mình cần phải học hỏi ở họ. Đó là người thầy của mình. Tất cả từ những đứa trẻ con hay là từ những người trung niên, những người cao tuổi, những người già, tất cả những người xung quanh, những người mà chúng ta gặp đều có thể là những người thầy của chúng ta. Nhá. Hãy trau dồi kiến thức và kỹ năng để khi mà rời trường học sẽ có cơ hội thành công khi bước vào trường đời. Đó. Cô hy vọng món quà nhỏ này sẽ là một người bạn đồng hành bên cháu, sẽ hỗ trợ cháu đạt đến đích của ước mơ và những mục tiêu của mình, và tiến xa hơn trên con đường học vấn và sự nghiệp trong tương lai. Chúc cháu nhiều may mắn và thành công với những bước tiến vững vàng trong tương lai rộng mở ở phía trước. Cô, nhà hảo tâm giấu tên ở Mỹ. Cảm ơn cô rất là nhiều đã dành những cái tình cảm, những cái lời động viên, những cái lời mà giúp cho cháu Tuấn Vũ có nhiều cái năng lượng, cái nghị lực hơn.
để có thể là tiến xa hơn trong cái con đường học tập và có cơ hội thành công trong tương lai. Ngày hôm nay mới bước vào giảng đường đại học, nhưng mà chúng ta có những cái buổi trò chuyện như thế này. Yeah. Chúng hy vọng rằng là khi mà 4 năm nữa, 5 năm nữa và xa hơn nữa có thể là 10 năm nữa, yeah, chú cháu mình gặp lại, lúc bấy giờ chú Khánh nhìn Tuấn Vũ và thấy được nhiều cái thành quả, yeah, nhiều cái sự thành công của Tuấn Vũ thì bản thân chú Khánh cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Yeah. Và đặc biệt là những nhà hảo tâm, nếu các cô chú mà biết được rằng là một bạn trẻ, một chàng trai quạt mo mà đã có duyên, đã từng biết đến, mà đã có những sự chia rẽ mà bây giờ có sự trưởng thành và thành công thì mọi người sẽ hạnh phúc lắm. Yeah. Nhá. Và yeah, chúng nghĩ rằng đó cũng là cái điều mà cháu mong muốn. Yeah. Đúng không? Giúp ích cho cuộc sống của mình và đặc biệt nữa là cho gia đình và xã hội. Yeah. Ok. Nhá. Chúc mừng cháu. Dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn cô. Yeah. Nhà hảo tâm giấu tên. Cảm ơn tất cả quý vị. Và một cái điều đặc biệt trong ngày hôm nay nữa là ngoài cái tấm lòng của cô nhà hảo tâm giấu tên ở Mỹ, yeah, yeah, thì còn có thêm một người cô nữa. Cháu là gọi bằng cô đấy, còn chú Khánh thì gọi bằng chị. Là một người con của quê hương thành phố Hoa Phường Đỏ ở Hải Phòng. Lần trước thì chị có gửi về để tặng cho cháu với số tiền là rất lớn. Cháu yeah biết bao nhiêu tiền không? Dạ yeah. Hôm trước chú nói đấy, 10 triệu đồng. Dạ. Đấy, nhớ tên của cô nữa không? Dạ, con của... Cô Loan. Dạ, cô Loan Phạm ở Hải Phòng. Gửi tặng cho cháu 10 triệu đồng. Dạ. Đó. Và lần trước thì Khánh có trao cái số tiền là 30 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi tặng cho cháu Tuân Vũ để đóng học phí. Nhưng mà sau khi mà chị Loan ấy, cũng như là Khánh có nắm bắt được là tiền học phí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đấy, chuyên ngành báo chí thì năm nay có cao hơn. Đấy, nó khoảng tầm 40 triệu gì đấy một năm. Thì chị Loan đã gửi thêm số tiền là 10 triệu đồng nữa. Yeah. 10 triệu đồng nữa. Yeah. Để tặng cho cháu. Yeah. Bất ngờ không? Yeah, bất ngờ. Quá bất ngờ đúng không? Yeah. Đấy, để phù thêm với cháu, phù thêm với bụng, với mẹ của cháu. Yeah. Để tiếp tục đóng học phí cho cháu. Nhé. Yeah. Và chị Loan cũng như là các nhà hảo tâm có nói với chú Khánh rằng là gửi những lời động viên sâu sắc đến Tuấn Vũ. Đấy. Và cố gắng học tập thật tốt. Dạ. Yeah. Yeah. Học tập thật tốt. Dạ. Yeah. Không chỉ những kiến thức ở trường mà còn phải là những kiến thức ở đường, ở trường đời nữa. Nhé. Dạ. Đấy. Mình mạnh mẽ và trưởng thành đây. Dạ. Yeah. Yeah. Ok. Thì bây giờ là cái số tiền của cô Loan ở Hải Phòng đấy, thì chú sẽ không có đưa tiền mặt cho cháu đâu. Yeah. Mà chú sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cho cháu. Yeah. Để cháu sẽ sử dụng cái tiền đó để mà mình đóng học phí nhé. Yeah. Cháu là ngân hàng MB đúng không? Dạ, yeah, đúng ạ. Rồi, cháu bỏ máy tính xuống đi. Cháu nhập cái số tài khoản vào đây cho chú. Đây. Ok chưa? Yeah. Trần Tuấn Vũ đây rồi đúng không? Yeah. Đây chú sẽ chuyển 10 triệu của cô Loan ở Hải Phòng cho cháu nhé. Dạ. Yeah. Đâu rồi? Yeah. Nhận được rồi đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Đấy. Như vậy là số tiền của chị Loan lần thứ hai là 10 triệu đồng, tổng là 20 triệu đồng mà chị Loan giúp đỡ cho Tuấn Vũ thì Khánh đã trao tròn vẹn cho Tuấn Vũ rồi. Dạ. Yeah. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chị Loan, cảm ơn một nhà hảo tâm giấu tên ở Mỹ. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình cảm đặc biệt để giúp đỡ cho cháu Tuấn Vũ. Yeah. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Khánh cùng với Tuấn Vũ xin được khép lại video ở đây. Xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị nhé. Quý vị chúng ta có những nhận xét gì, xin để lại những lời bình luận, những tin nhắn, những comment ở trong video cùng với Khánh. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Yeah.